Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã áp dụng sai hình thức cách ly. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày do không kiểm chứng lại thông tin khai báo y tế của người về từ vùng dịch, dẫn đến áp dụng biện pháp cách ly sai hình thức. Ngày 1 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 30 tháng 8 đối với ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hồng, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Ông Long đã xác định đã không sâu sát trong chỉ đạo xác minh thông tin, khai báo y tế của một nam thanh niên trở về từ vùng dịch, dẫn tới quyết định áp dụng biện pháp cách ly theo dõi y tế sai quy định. Trước đó, nam thanh niên 34 tuổi, ngụ thôn Bất Căng 2, xã Xuân Hồng, từ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về nhà. Đến ngày 27 tháng 8, người này đến trạm y tế xã Xuân Hồng khai báo là đi về từ xã Tế Tân. Trạm y tế và Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng đã không xác minh lại địa điểm người dân trở về. Vì xã Tế Tân đã sắp nhập với xã Tế Nông, nay gọi là xã Tế Nông, xã Tế Nông đã phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng và đang phải áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên áp dụng biện pháp theo dõi y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày đối với nam thanh niên trên. Đến ngày 28 tháng 8, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng phát hiện nam thanh niên trên khai báo không trung thực nên báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thọ Xuân tổ chức đưa người này đi cách ly tập trung theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân xác định ông Lê Ngọc Long thiếu sâu sát, kiểm tra xác minh thông tin khai báo y tế của công dân dẫn đến áp dụng biện pháp phòng chống dịch không đúng quy định nên đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Long để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo